Em xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay là đơn hàng tháng 4 của em đã cập bến này, mai em sẽ giã cho khách yêu nha. Bây giờ là hàng thật nè, người thật hàng thật nhé, mọi người xem nhá. Đây. Chưa, hàng của em nhiều chưa? Hai thùng to bự luôn. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ em trong thời gian qua nha. Được rồi, đấy. Em đang soạn hàng để mai dã khách nha. Đơn hàng thôi. Tại vì là giờ nắng, trời nắng nóng lên rồi là sữa tắm với lại sữa rửa mặt là bán rất là chạy. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Hàng của em rất là nhiều, hôm nay mới là về đấy. Tối lắm mẹ ơi. À, tối đâu? Hàng của em là có hóa đơn rõ đàng hoàng nha, hàng công ty này có hóa đơn rõ này. Kệ họ chứ. Đấy. Con soạn cho mẹ đi, soạn nhặt ra ngoài này đi con. Có áo sơ mi không chị ơi? Hồi chào em Lĩnh nha. Tại nay mãi mỹ phẩm quá nên là chị chưa hỏi được cơ. Có gì để mai nhá. Ừ, xin lỗi em tại là đặt xếp đây con. Đếm xem mẹ sẽ được bao nhiêu chai. Trong đây có ở. Tối quá. Đây có một thùng nữa cơ, chắc xong một thùng nè, đây một thùng nè. Đây nè. Mọi người thấy đấy, hàng chất lượng. Chất lượng an toàn đảm bảo thì mọi người cứ yên tâm dùng hàng nha. Đây. Hàng của em nhập về này có hóa đơn đỏ đàng hoàng nha mọi người nha. Đây. Đó. Riêng cái này ở ngoài chợ, ở ngoài các đại lý mỹ phẩm là không có quá đâu. Mà phải hàng đặt về mới quá nha. Đây, hóa đơn đổi mọi người nha. Đó. Đấy. Sữa tắm này tắm thích lắm. Đúng rồi, sữa tắm này rất là thích. Mùi thơm hoa anh đào rất là dễ chịu. Ra nhiều thế. Thùng là con cắt luôn cái thùng, con chắc bị vỡ họ ấy, bị vỡ rồi họ ấy, con cắt cho mẹ. Đấy. Chào bạn, có sữa tắm của Nam không? Có nhá, anh Trần ấy có nhá. Ôi,
nắng nhiều này, rồi là mồ hôi nó ra nhiều này, nên là phải dùng sữa rửa mặt ấy, sữa mặt bán rất là chảy, sữa rửa mặt trà xanh này, sữa mặt trà xanh này, nhà đang con phân từng loại cho mẹ đấy, xếp từng loại ra đó. Mọi người nhận thấy chưa, quá trời luôn đó. Này này, con trai giúp mẹ xấu hổ đấy, cháu là xấu hổ đấy, giúp mẹ soạn hàng để mai giao giải cho khách nha. Con xếp phân từng loại cho mẹ. Đếm xem là bao nhiêu chai nào, xong có đủ để mọi người mai giã cho mọi người không nhá. Con phân từng loại ra, cái trà xanh con để riêng mà, cái nha đam con để riêng cho mẹ. Đấy, đơn hàng qua chưa? Đơn hàng của mình đợt này rất là to luôn. Lĩnh chờ chị nhá, mai có khi nào tại hôm nay hàng về nhiều quá là chị không kịp đi lấy quần áo, chị phải về để soạn hàng mai giã cho khách, có gì thì ngày mai ngày kia rồi có gì để chị sẽ lấy cho em nhá, xin lỗi nhá, cứ hỏi mãi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 8, 20, 24, 26, 28, 30. Ô, thiếu à? Còn một lọ ở bên dưới. Con xếp cái này siêu cho mẹ. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 đủ rồi. Con dài chứ mẹ chợ soạn hàng mà xấu hổ chạy bắt toàn à. Phạm Lan Lĩnh xin chào. Con để xa xa một chút đấy, để xa xa rồi ok. Đơn hàng của mình về là gồm có sữa tắm. Sữa tắm là, này là sữa tắm hoa anh đào này. Mùi thơm rất dễ chịu này. Và riêng cái sữa tắm này là tắm xong là nó không có bị nhảy, không bị nhớt như ở ngoài chợ, như ngoài đại lý bán nhé mọi người. Đó. Hàng rất là chất lượng, hàng an toàn. Nên là mọi người thấy đấy, hàng dùng tốt nên là mình bán rất là nhiều. Rất là nhiều luôn. Mẹ đem được xếp xếp gọn vào đây. Còn cái này mẹ rất là chuyện. À cái đấy. Cái này là cây men quạt cạo râu dành cho nam này. Và cái này là cái xịt để tăng trưởng mọc tóc ấy à. Đó. Sản phẩm này cũng dùng rất là tốt, là những người nào mà tóc thưa mà dùng nhiều đấy thì mình sẽ dùng cái sản phẩm này xịt lên là tóc nó sẽ mọc đều, trông nó dày dặn đẹp hơn. Chị Dinh ơi, có kem body không? Có kem body không? Đó. Ô cái này nó dán ngược à con này? Ừ. Cái này là à đúng rồi như này. Đây. Để như này mới là chuẩn này. Đúng rồi. Đó. Xếp hết rồi chị nha. Mày giới thiệu cái này đi. cái này là dung dịch vệ sinh phụ nữ nha. Con ra nhà mình nó hỏi nè. Đó, mình sẽ xếp hết đây. Cho các bạn xem. Cái này là
trà xanh, sữa rửa mặt trà xanh nhé mọi người nhé. Sữa rửa mặt trà xanh này nhá, là rửa rất là sạch này, kìm dầu này, da nào da người nào mà hay bị gọi là da nhờn đấy, da dầu đấy, mình cho rửa cái sữa rửa mặt trà xanh này nó rất sạch đó, mà nó không còn dầu nhờn nữa nha mọi người nhá. Đó này em có nhập về 20 chai, vậy là 20 người, đúng là rất là nhiều. Sữa tắm cũng vậy, sữa tắm nhiều lắm. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Đây là sữa rửa mặt trà xanh này. Còn cái này là sữa rửa mặt da đam này, dùng cho da, gọi là da người nào bị khô ấy. Da khô thì mình sẽ rửa sữa rửa mặt trà xanh nha đam. Đấy. Cái này là trà xanh. Thế còn cái này là... Ui giời, cũng bắt trước tí, cũng bắt trước gọi là gọi là lai chim lai quả cho mọi người nhìn thấy, gọi là mọi người nhìn thấy là cái sản phẩm em bán là nó rất là tốt, nên là mọi người là yên tâm ủng hộ cho em này, dùng này. Đấy, và rất là nhiều người dùng nhé mọi người nhé, đây nhé, rất là nhiều người dùng luôn. Mấy người mang bắt đầu từ ngày mai đúng không ạ? Sản phẩm cái này là, này là nước hoa, bắt đầu từ ngày mai nếu mà ai mua hàng đấy trị giá từ 300 trở lên thì em sẽ là tặng mặt nạ đắp mặt nhá. Nó có mặt nạ dưa leo này, đắp cho da cho nó trắng da này. Đó, mặt nạ dưa leo giờ cái bằng luôn này. Đây nước này mà. Đây này. Quá nhiều luôn đấy ạ. Cái này cũng hơi là cái này là xà bông cục. Xà bông cục. Cái là xà bông gọi là cục của cái sữa tắm này, nó là cũng có dạng là dạng cục nhé mọi người nhé. Tháng này đang giảm giá. Giá gốc của nó là có bao nhiêu? Mình sẽ có sổ nhỉ. Ôi giời, cái này là gì chết rồi. Kem chống nắng của mẹ. Kem nền. Trời ơi, bị mót cái này mai có khách có chê không? Chắc là họ đi thương họ nào thế. Chắc là hàng nhiều quá, đẹp đẹp nên là mót hết cả hộp về chết cha. Đây nữa này nữa. Ủa, bên đây. Cái này là kem nền nhá mọi người nhá, tháng này đang giảm giá này. Con vào lấy cho mẹ một cuốn sách. Xem giá gốc của nó là bao nhiêu. Mẹ quên không đem về cứ quýnh nào. Tôi qua nhìn lên đi. Bây giờ em sẽ giới thiệu từng sản phẩm một cho mọi người nha. Mọi người yên tâm ủng hộ cho em nha. Đây là cái kem nền on này. Giá của nó là 329 mà nó giảm giá còn 215 nhé mọi người. Đó. Đấy, kem nền. Giá gốc của nó là 329, giá này đang giảm giá còn 215 ạ. Đó. Cái này là của May nhá. May mình sẽ giá hàng cho May nhá, May B5. Từng sản phẩm. Đấy, còn cái này là kem trị nám này, kem trị nám này. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Kệ con. Chúc làm gì? Cứ để chút dọn chắc còn cho vào thùng để mai chuyển. Không đủ. Đấy mọi người thấy không? Tại vì là sản phẩm tốt, sản phẩm an toàn nên là mọi người gọi là yên tâm dùng. Đắt hàng quá chị ơi, đúng rồi, cảm ơn nha.
Ok Quỳnh nhá, mai thì sẽ gửi cho Quỳnh hai hộp sữa tắm nha. À Linh Lê hả? Linh Lê hả? Đây là chai sữa tắm em ơi. Sữa tắm trắng nha. Giá gốc của nó là 279 mà tháng này đang giảm giá còn là 90 nha. Phạm Liệu dạ. Em bình thường thôi chị Phạm Liệu ơi. Đó. Nhiều hàng thế chị. Chị Linh Lê có kem body không? Có nha Linh Lê ơi. Có kem body nha. Nãy giờ nè. Nhiều vậy. Rất là nhiều. Em ngọt mai, mai chị sẽ đưa sữa tắm cho ngọt nha. Mọi người ủng hộ em đi đấy. Tại vì là sản phẩm là tốt nên là mọi người nhiều người dùng lắm mọi người đấy, không tin mọi người xem này. Hàng rất là nhiều này. Đó, sữa tắm rồi là sữa rửa mặt này, rồi là dung dịch vệ sinh phụ nữ này, rồi kem nền này, rồi nước hoa này mọi người đó, nước hoa nha. Đó. Rồi là kem trị nám luôn này. Kem trị nám này. Cũng bình thường tôi không giỏi đâu. Giá sữa dưỡng Kim Cúc. Chúc bạn bán đắt hàng. Ngát Phạm. Cảm ơn Ngát Phạm nha. Linh Lê. Chị Lê Kim Loan có dùng gì không? Chị Lê Kim Loan có dùng gì thì ủng hộ em nhá. Đấy, chị thấy đấy em bán cũng đắt hàng lắm nhưng mà rất mong là mọi người hãy ủng hộ em dài dài nhá. Em có rất nhiều cái sản phẩm này. Em còn là cái kem đánh răng nha. Riêng kem đánh răng của bên em nha. Nếu mà ai mà bị hôi miệng này, chảy máu chân răng này, rồi là lỡ miệng đấy thì dùng là sẽ khỏi này. Như em đấy, ngày xưa em hay bị lỡ miệng lắm, từ ngày em dùng cái kem đánh răng này á là em khỏi lỡ miệng luôn á. Đấy mọi người nhìn xem nào. Đó. Rất là nhiều luôn. Đây. Em còn cái sản phẩm này là vitamin dành cho trẻ là biếng ăn này. Trẻ nào mà biếng ăn gọi là quài xương chậm lớn thì mọi người mua cho con uống nhé. Đó. Vitamin. Đấy, em đây là phấn nè. Phấn nè. Em rất là nhiều sản phẩm luôn đấy. Đấy mọi người thấy không? Em bán đắt hàng chưa? Tại sản phẩm bên em là dùng nó an toàn này. Nên là mọi người yên tâm là sử dụng thôi đó. Đây em có cái này rất là hot luôn. Đây. Chúc buôn mày bán đắt. Cảm ơn Trần Thu Hoa nha. Mai chị sẽ giá xà bông tắm của em đã về ra đây. Đây. Ngát thật. Chúc bạn bán đắt hàng. Rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn mọi người nha. Mọi người ủng hộ em dài dài nha. Đấy. Ok. Ui nhà đẹp quá, bình thường em ơi, ý ơi, đâu mà nhà đẹp. Sao đẹp bằng nhà em được? Nhà chị nhà cũ rồi, làm lâu lắm rồi. Từ 2005 cơ mà. Sao lại mình được cái tặng cái này à? Cái gì mình được tặng cái này mình không biết nhỉ. Thu Hin 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 Mai có làm chai sữa rửa mặt trà xanh không? Hàng về nhiều lắm nha. Tại đợt này nó giảm giá, giá gốc của nó là 190.
Thế mà nó dán vào cái 95 nhá. Đây. Đấy, trà xanh này, sữa rửa mặt trà xanh này. Đấy mọi người thấy thấy chưa? Da nào mà bị nhờn đấy, da nhờn đấy. Da nhờn, da dầu là dùng nó sẽ là sạch. Thêm một chai. Trong kia là một chai. Ô, nhạc nó lại phát những 16 chai mà mình nhớ là 16 chai. Chúc mừng Thu Dung. Thu Dung bộ bộ đăng bán cái sữa tắm đấy sao em không không ấy nhỉ? Có nhưng chưa có tiền. Cứ lấy dùng đi. Cứ lấy dùng nhá, Thư Huyên nhá. Mai làm một chai nhá, dùng nào lấy lương lại chị cũng được. Ơ, chị giấy giọng Thái Bình. Về đây hơn chục năm rồi thì phải lấy giọng Thái Bình chứ. Thế mà mọi người đi làm mọi người cứ chồng là giọng Thanh Hóa ấy. Buôn bán đắt hàng em. À, chị Ngọc Hoa. Chị Hoa, chị Hoa mai có dùng cái gì không? Chị có dùng sữa rửa mặt trà xanh này, dùng cho nó sạch nhờn này. Cho em một sữa rửa mặt nha. Nha Đam nha chị. Ờ ok. Cúc, Cúc hả? Cúc giờ dùng Nha Đam hả? Da em là da gì mà em dùng Nha Đam? Nha Đam này là dùng kiểu như da da nó khô đấy thì mình sẽ là dùng Nha Đam. Còn nếu mà da dầu da nhờn thì mình sẽ dùng trà xanh nhá. Ờ mai chị đem cho Huy một chai. Lấy chai sữa rửa mặt trà xanh nhá. Mày đặt thiếu hàng mà mày đặt thêm quá. Tại cái này là độc người người dặn rồi. Người dặn rồi thì mình lấy hàng về thôi chứ mình cũng ít lấy dư lắm. Trường hợp lấy dư chỉ lấy 1 đến 2 chai thôi. Chứ không lấy nhiều. Dạo này chị bán giỏi thế. Cũng bình thường nó không giỏi đâu. Dạ em khô hả? À, kim cúc da khô thì dùng Nha Đam. Chị để ghi vào, thế còn mai nhớ. Kim cúc ở sao mà đây sổ sách đàng hoàng để ghi này, ghi để con đặt hàng thêm. Dạ em da em khô ở da khô thì được rồi đây. À, anh ý đây anh đây loại nào hợp với da em đấy. Thế Thu Huyên là da khô hay là da nhờn? Nếu mà da khô thì là em dùng Nha Đam, còn da nhờn thì là dùng trà xanh. Dùng tiền nong thì làm nó đỡ dùng đủ làm đẹp là được rồi, cần gì tiền cứ để đấy chấp soạn, không phải soạn để đấy. Loại nào hợp với em đây? Pin soạn pin được rồi. Mai đi làm gì sẽ là pin. Mai chị mai hỏi xem là xem da em là da nhờn hay là da khô nhé. Nếu mà là da khô đấy thì là mình dùng Nha Đam, còn da nhờn thì mình sẽ dùng trà xanh. Da bình thường hả? Ừ, da bình thường thì em dùng đấy đi. Vì là cái trà cái Nha Đam này nó cũng dùng cho kiểu như da hỗn hợp đấy. Da khô, da bình thường, da hỗn hợp là dùng được cái Nha Đam này á. Huyên thì lấy Nha Đam đi. À ý hỏi anh Hoàng nhớ đấy không? Quen rồi. Tết mới về qua nhà xong. Ừ đúng rồi. Kìa anh Hòa kìa, ý đang gọi kìa. Đâu? Đấy, ý đang gọi anh Hòa kìa. Gì thế em ơi? Chạy nhỉ? Quá cả hai vợ chồng bán. Đâu? Không, mình chị thôi, không phải anh bán đâu. Anh ăn theo rồi. Mình chị đấy, không phải anh đâu. Hương Nguyễn hả? Huyên này, sữa rửa mặt Nha Đam nha, Huyên lấy Nha Đam đi. Ừ.
sữa rửa mặt. Này phải đặt thêm rồi. Khánh chị, chào Khánh chị nhá. Hàng về rồi nhá, mai có lấy gì không? Nhiều thứ lắm. Không biết là mai làm sao là giá cho mọi người được đây, tại vì nhiều lắm cơ. À đây còn một cái sản phẩm mình chưa giới thiệu mọi người nhá, cái này là trị mụn đang rất là hot. Cái này trị mụn, nếu mà ai da ai mà hay bị mụn đấy, mụn bọc này, mụn đầu đen rồi đầu trắng đấy, khi mà nó mọc lên thì mình sẽ là dùng cái này, mình sẽ chấm vào thì đến hôm sau là nó sẽ là khô. Đầu tư bút đi rồi bút lại lại không có bút. Mai mai Khánh Chi cho mượn bút nhá. Bây giờ chị Mai đưa em hai sữa tắm. Ừ Quỳnh, mai chị sẽ gửi cho Quỳnh nhá. Mai gửi Nhung đưa về cho Quỳnh nhá, hai nha nam nữa hả? Được rồi, ok. Cứ mang đi. Của em quá chưa? Hoa hồng xanh hả? Ừ chị quá rồi nhá. Sáng mai mai chị đem đi cho. Đây nhiều lắm. 40 chai cơ. Đấy. Đồng người tại tháng này là nó giảm giá nên là mọi người lấy nhiều dùng, họ dự trữ đấy. Để khi hết họ dùng luôn nên là rất là rẻ. Giá của ra gốc là 279. Thế mà tháng này đã giảm giá, chỉ còn mua một chai là giá 145, còn mua hai chai là giá 145, còn mua một chai là giá 90.000. Đấy, nên là ai cũng lấy là hai chai, 2 đến 4 chai vậy đi. Nếu như mà mọi người mà muốn thử đấy thì mọi người chỉ cần lấy một chai thì em cũng sẽ bán. Chỉ giá là 90 thôi nhá. Mọi người muốn dùng thử đấy thì là lấy một chai em cũng vẫn để cho, tại vì em sẽ gấp ghép đơn cùng với người khác. Đây. Mai cho mượn hôm đi gấp. Cho một cốc xe. Hả? Cho một cốc xe, ừ, có khi thật đấy. Mai vào nếp cho cốc xe, đi sướng sướng một trong những chỗ đấy, hẹn nó ra cái chỗ hẹn lắm. Mai xếp trực tiếp Phạm Bảo Ngọc. Chào Phạm Bảo Ngọc nha. Chào Mai Nguyễn nha. Bà chữ dinh khiếp, khiếp lên nói tiếng bà chữ dinh mới kinh chứ. Bà Bảo Ngọc giờ đổi nghề rồi, bán quần áo chạy hơn mà. Tháng này có đơn không? Bảo Ngọc tháng này có đơn không? Nếu mà được ít đấy thì có thể ghép cùng với đơn của tớ nhá. Nếu mà ai mà lấy thì tớ sẽ đặt hàng về cho. Chào Thanh nhá. Thanh Mai có dùng cái gì không? Có sữa rửa mặt nha đan trà xanh này, rồi là sữa tắm trắng nhá. Sữa tắm tắm trắng đây này. Chúc là hôm nay là về nhiều thứ lắm, tại vì là tháng này nó giảm giá đấy. Nên là mọi người dùng nhiều. Chào Mai Hương nhá. Ừ. Thì mỗi thứ một ít. Chẳng hạn là nếu mà ai mà có lấy gì đấy thì gửi mình đặt hộ cho. Sao lại không bán nữa? Hả bác Ngọc ơi, à bác Ngọc. Bán đi, mọi thứ cái mà ít. Bán thì yêu lấy vui. Cái là cái gói gói dưỡng da. Chắc là dưỡng này. Hả? Dưỡng này. Ừ, dưỡng ban ngày đấy. Gói này
đi du lịch cầm quần áo ngại lắm hả? Ừ, bán quần áo được thì thôi. Ngọc với bán là con chiến thì... chiến là bán thành phẩm ấy, biết chưa? Số 1 chiến. Ừ, ok. Chiến mà không biết à? Không cao cao đi. Không, bình thường không cao. Chiến em mà. Bán hàng không có duyên như chị Dinh rồi, hi hi. Không phải là không có duyên đâu. Tại chiến duyên hay không là do mình mà. Thư Dung cứ bán đi, chẳng hạn là nếu mà cứ giới thiệu mọi người đi, nếu mà ai lấy thì chị đặt hàng về cho em nhá. Chín mẻ mà có luôn. Chín mẻ bán phẩm đi, lĩnh liệu thế. À, số 1 á. Số 1 ừ. Bầu đâu không, bình thường. Kem đánh răng này công nhận là đánh là dùng thích thật. Thế mà giờ ngày hay lỡ miệng đánh nó đỡ đi bao nhiêu. Không bị lỡ miệng. Đánh nó sạch. Mai Dung có dùng sữa rửa mặt trà xanh hay là sữa tắm thì không? Em không có duyên bán hàng rồi. Mai mình đóng hai cái tờ tranh nghệ thuật. Lười ấy, không có duyên gì. Duyên hay không là do mình chứ làm sao mà duyên. Chị làm gì có duyên đâu bình thường. Không phải là duyên hay không duyên mà do cái sản phẩm mình bán ấy. Thì là nói chung là nó chất lượng, nó an toàn. Nên là mọi người họ dùng quen rồi đấy. Họ sẽ giới thiệu nhau họ dùng thôi. Chứ đâu phải là có duyên. Duyên làm sao được. Có duyên mà sản phẩm mà không tốt thì cũng chẳng ai dùng. Đúng không? Cho chị bán với chị Loan ơi. Ok chị Loan nha. Mà chị Loan giới thiệu đi. Em sẽ hướng dẫn chị bán. Sợ chị không làm thôi chứ. Chào Duyên Di Dõm nha. Mai em có dùng gì không? Mai có sữa tắm với sữa rửa mặt trà xanh rồi là nha đam về nhiều lắm nha. Cái này cũng đục là khách đặt rồi. Chị giới thiệu qua để nếu mà em lấy thì chị sẽ đặt về sau. Chứ chị lấy cũng dư một hai chai. Gọi là ai cần thì có ngay thôi. Chứ còn cái này là độc khách là đặt hết rồi luôn á. Nay ông Tốt là mở hàng chai. Ông Tốt may mắn lắm. Chắc nào bán thêm nữa. À của chị Phương. Cho cái túi để chị Phương. Chị Phương lấy chị Phương hai chai. Chị Phương lấy hai chai để xin phân cho từng người. Anh cứ được cái thùng này chị ạ. Xếp hết rồi đấy. Thôi này mua túi này nồng đực chứ. Người nào buộc những tên rồi đấy. Mà thôi vài chục từ từ sau. Hả? Cho chị bán với chị Loan à. Đấy. Chào Thùy Dung nha. Hả? Cho em cho một cái túi xanh, anh lấy cho em một cái túi xanh. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa, hàng của em bạc ngạt luôn à. Đấy. Sản phẩm tốt thì nên là em mới bán được nhiều như này ấy. Chứ còn nếu mà sản phẩm không tốt thì chắc chắn là sẽ không ai mua, sẽ không ai dùng đâu. Nên là mọi người cứ yên tâm mà sử dụng thôi nha. Mà cái sữa tắm này hàng 3-4 tháng công ty nó biết giảm giá một lần chứ không phải là tháng nào công ty cũng giảm giá đâu. Kem đánh răng. Đánh có được không em? Giá bao nhiêu vậy? À, chị Loan ơi, kem đánh răng này đánh rất là được luôn đấy. Không phải em nói dối đâu nhưng mà thực sự là em trước là hay bị lỡ miệng lắm. Miệng với lưỡi của em nó lỡ suốt ngày luôn. Thế mà từ ngày em bạn em nó bán thế là em mua em dùng đấy, em thấy dùng được. Dùng nó khỏi lỡ miệng luôn. Thế là em thích cái là em nó dạy hướng dẫn cho em bán luôn. Thế là em bán đấy chị nè. Nếu chị có lấy thì nay em sẽ đem cho còn hai có hai tip thôi. Tháng trước là giá nó có giảm giá là 79.000 nhưng sang tháng này nó không giảm giá nữa nhưng mà em còn hai tip từ tháng trước đấy. Thì là em sẽ để cho chị, em lấy em dùng mà nhưng mà em sẽ để cho chị một tip. Chị có lấy thì mai em đem đi cho. Toàn Phùng tên cựu của em bình thường chị ơi đấy. Tắm thơm và mềm da lắm chị. Ừ, cảm ơn Tả Thoại nhá. Em dùng hết chưa? Dùng hết thì nào báo chị để chị gửi cho nhá.
Đó, mọi người thấy chưa? Đợt này đang giảm giá nha, nên là Thỏa có lấy thêm thì chỉ gửi cho nha. Em lấy thêm mấy chai nữa. Chị Loan mai chị Loan có lấy kem đánh răng không? Còn có hai tip thôi nhá. Nếu mà chị lấy thì mai em sẽ cái này là em lấy em dùng thôi. Em để dành em dùng đấy, nhưng mà nếu chị có lấy thì em sẽ để lại cho chị một tip. Chứ tháng này nó không giảm giá đâu. Chị ơi, cái này thì nó không trắng ngay được, đánh từ từ thì nó sẽ trắng. Nó không trắng ngay đâu. Nó sạch lắm, đánh xong nó sạch miệng mà nó như kiểu không, nó không nhiều bọt, nhưng đánh xong là răng nó rất miệng rất là sạch. Đấy. Còn có 2 tiết thôi chị muốn lấy thì mai em để dành cho chị một tiết. Mai em đem đi cho. Cho hết vào túi. Em sẽ cho hết vào túi, mai em giao cho mọi người. Cho chị một tip. Vâng, mai em sẽ đem cho chị Loan nha. Có nghĩa là tháng trước, tháng này nó không giảm giá thì em chỉ lấy bằng giá của tháng trước là 80.000, khoảng 79 là 80.000 đi. Thôi thì em cũng nói 80.000 cho nó chẵn. 79.000 nó công rồi, không có tiền giá lại. Mai có gì em gửi chỗ chị chiên cho chị nha. Không, anh Trinh Luyến cơ. Cái này bao nhiêu? Cái này là giá của nó là 249. Thế mà tháng này nó giảm còn 150. Không, làm chị cũng nhận. Chỉ dùng những loại 3 triệu. Đấy, đây này, đây là cái này, cái men này. Mình bình thường cạo râu này đấy. Đấy thôi. Râu mình nó mọc nhiều nên là mình phải dùng cái này mình cạo râu. Thêm tí cho vui. Thơ Nguyễn, xin chào Thơ Nguyễn nha. Nét, chào em Nét nha. Kiều My. Ô, Kiều My lâu lắm rồi sao không thấy không thấy gửi gì chị nhỉ? Em có lấy gì không? Có sữa tắm với lại sữa rửa mặt trà xanh nha Đan nha. My có lấy gì thì bố chị chỉ đặt về cho. Sữa tắm tắm này nó giảm giá mà. Đây.
Nha Đam, Nha Đam sữa rửa mặt Nha Đam là giá gốc của nó là 190. Thế mà nó giảm còn có 113. Vâng, khi nào lấy em dặn chị nhé. Ừ. Bao giờ lấy thì vợ nhé. Công việc, chào chào công việc nhá. Mọi người mua ủng hộ em cái gì với nào. Bảo Yến, xin chào Bảo Yến nha. Bảo Yến có dùng sữa rửa mặt sữa tắm gì không? Kiều My cho một chai hả? Ừ. Em lấy chai sữa tắm hả? Đây này. Sữa tắm hoa anh đào mùi thơm rất nhẹ nhàng nha. Nhưng mà được cái là tắm cái sữa tắm bên mình này là không, nó không bị rớt. Tắm xong nó không bị nhảy, nó không gọi là tắm không tốn nước đấy. Chứ còn tắm cái sữa tắm như là mấy cái sữa tắm mình mua ở ngoài đại lý, ngoài là mua ở chợ này, tắm là tốn nước lắm, tắm xong là nó cứ bị rớt đấy. Còn riêng cái sữa tắm này tắm xong là không bị rớt, da nó là tắm xong là da nó mềm nhưng mà nó không bị rớt, nó không bị nhảy ấy. Nên là mọi người, những ai mà chưa dùng thử mọi người dùng nhé, mua một chai dùng thử đi. Còn nếu mọi người dùng được thì mọi người sẽ lấy tiếp. Còn nhưng mà nếu mà mọi người dùng thì mọi người sẽ là nghiện luôn ấy, dùng một lần là mọi người thích luôn ấy. Thật chứ đi. Thông báo Châu Anh, xin chào Châu Anh nha. Này em bán cho cái ông Trung Quốc, chủ quán chủ quán ra sấy khâu tay. Cái là cái này là cái chai chai xịt chai chai này là chai xịt dùng cho tóc tóc thưa, tăng trưởng mọc tóc ấy. Nghĩa là mà tóc thưa đấy, tóc thưa mà hay rụng nó thưa tóc ấy thì mình sẽ dùng cái này xịt xịt vào là nó sẽ là mọc đều tóc, tóc nó sẽ nhiều. May à em May ơi, sữa rửa mặt trà xanh của em về rồi nha. Đây này Mai, chị sẽ giã cho em nhá. Thôi em không phải mang được rồi chị Loan nhá. Được rồi, không có sao. Được rồi, không có gì chị ạ. Bao giờ chị lấy gì thì chị cứ nhắn tin cho em nhá.
trà xanh rồi đấy nhìn. Này rửa mặt đi. Giống cái kia. Hả? Cái này là sữa Nha Đam. Cái đây là Nha Đam, cái này là trà xanh. Em đang ở nhà. Sao mà vừa qua Tết đi làm đâu sao giờ ở nhà? Vẫn khỏe chị. Bình yên. Thái Bình quê tôi. Cái này là cái chai vệ sinh phụ nữ. Cái này là cái gì? À, còn cái này là cái viên nám. Em đang đồ uống. Viên uống chị nám đẹp da. Không à, chai không cần uống. Này để vợ uống thôi. Không, cái đấy là cái vitamin dành cho trẻ lười ăn. Qua nhà Văn đấy. Con nhà Văn bên sự 2 đây. Nó lấy một hộp dùng. Văn Bình Hội. Ừ, Văn Bình Hội ấy. Con bé này nó 4 tuổi mà quài ơi là quài. Phải đi con gái đi. Ừ. Quài lắm bé tí. Thế là hôm gặp trên địa phương, thế là bỏ lấy một hộp. Thế là nó đang uống, mai lấy thêm một hộp nữa. Thế là dành cho trẻ biếng ăn. Quài xương chậm lớn nhá. Kiểu mà hay bị cảm cúm ấy. Thì dùng cái này nó sẽ là phát triển, nó chống sức đề kháng, nó không hay bị ốm nữa. Cô Việt sắp về rồi chị. Ồ, thế bao giờ cô về đấy hả Thắng ơi? Cô Việt bên Trung Quốc đi. Ừ, cô Việt bên Trung Quốc. Ừ, thì hôm nào mà cô về thì bảo với chị với nhá. Thằng ca, à chị ca ơi, đây hàng của chị về rồi đây, mai em dạy chị nhá, sữa mặt trà xanh đây. Đó, hôm nay mới về đấy, từ hôm đấy đến hôm nay đặt mới về đấy. Mai em dạy chị ca nhá. Có gì mai em đem sang đến nơi luôn. Dừng đi cơ. Mùa hè đến là mồ hôi nó ra nhiều, mình phải rửa cho sạch, không có là nó bẩn đấy, nó bám vào da mặt, nó xấu, nó đen đi. Mình dừng cho nó sạch. Chị Thơm ơi, sữa mặt trà xanh với lại Nha Đam, à sữa tắm của chị cũng về rồi nha. Đây, sữa tắm này. Đấy, mai em phải đem cho. Chị lấy hai chai sữa tắm với lại sữa Nha mặt trà xanh nhỉ. Ừ, của chị là trà xanh. Sắp rồi. Đấy, chị lúc nào về? Ừ, lúc nào mà cô về thì nhắn tin cho chị nhá. Nếu mà chị thu xếp được công việc thì chị sẽ về chơi với cô. Mấy giờ rồi? 9 giờ. 10 rưỡi. Ơ! Thật á? Kém. À, giật mình tưởng đâu 10 rưỡi ông chồng lại lên dối. Rồi, sắp hàng đi. Sắp hết đêm nay đem đến cho mọi người. Đây là tôi chị ném. Đấy, còn trên này nữa này. Được cái bán là dùng cái mái thôi. Cái gì mà nó dùng. Mình chả biết cái đéo gì. Ừ, con trai không cần làm đẹp, gái mới làm đẹp thôi. Làm đẹp rồi gái lại theo. Vợ chồng nhà em làm ăn lớn nha. Ôi giời ơi, có gì đâu mà lớn. Chị Thơm ơi, tại em thấy sản phẩm tốt nên là em mới phục vụ mọi người. Cho mọi người đi đâu mọi người cũng phải dùng đúng không? Em muốn phục vụ mọi người để cho mọi người khỏi phải đi xa mua. Em Văn. Chào em Văn nha.
Ai có nhu cầu dùng nước hoa nhá, em để lại cho em mua với giá ưu đãi. Ai có nhu cầu thì gọi em để lại cho. Úp chai nước hoa này. Đây, chai này, 1,2 triệu đấy. Quay đặt đâu, em đặt đi. 1,2 triệu chai này, 1,264 triệu. Không bán thì sư tử. Không bán được mình dùng à? Ủa thôi. Ơ hay. Không bán được thì mình để mình dùng mà. Thật giá. Vân Nguyễn, chúc chị bán đơn hàng. Ừ, cảm ơn Vân Nguyễn nha. Em dạo này còn bán linh hương không? Minh Nguyễn, chào bạn Minh Nguyễn nha. Quyển đấy là quyển vừa à, quyển mới này là của tháng 4 đây. À có chị à. À, vậy hả? Hương Hoàng, chào bạn Hương Hoàng nhá. Ui giời ơi, già rồi sinh gái gì Vân này. Năm nay là ba mấy rồi còn sinh gì nữa. 35 rồi. Già lắm rồi. Vân ở làng mình ấy. Vân ở bên quê. Không mua gì không. Em nó cũng bán mà. Sinh gì đâu già rồi, ước năm nay 35 còn sinh với ai nữa. Thế á, sinh hơn cả trong ảnh nữa. Bánh phấn thế thôi. Đấy, chàng điểm đấy. Sao mà sinh hơn nữa. Ngọc Hiền, chàng Ngọc Hiền nhá. Chào Thúy Mai nhá. Dưa heo,
sushi. Hiền, hiền sushi mà. Hướng dẫn giải quyết khiếu nại. Đấy, mình thấy chưa? Rất là nhiều hàng luôn. Đó. Tủ trong tủ ngoài.